Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Rap Việt có Lays, cuốn ơi là cuốn. Chị hai em. Vậy em nói thiệt đi, em thương Manbo hơn hay là Nagib hơn? Khó chọn vậy. Mỗi người em sẽ dành một cái tình cảm riêng. Ok. Ví dụ như là An thì là chán nản. Tại vì là đã nhìn mặt quá nhiều cho nên là em quá chán rồi. Chán nản rồi. Manbo thì thần tượng hơn. Thần tượng. Cái lúc mà Manbo nhắn tin cho em nói là chị ơi, lần này chị giúp em, hỗ trợ em bài hát này, em mới nhắn cho Manbo là thời tới rồi em ơi. Em cảm giác như là hào quang nó đang ập tới với Manbo. Đúng rồi. Yeah. Em xứng đáng có được nhiều hơn thế. Cái ngày mà casting ở Sài Gòn mà em lỡ đọc chật đi một cái thì nói thật là tim anh rớt theo cái đấy luôn. May sao em đã theo đuổi nó đến cùng. Em đã bay ra thẳng Hà Nội để em casting thêm một lần nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you. Dạ em sẽ không bao giờ để mọi người phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Dạ em chào anh Thành ạ. Chào em. Ai đây ạ? Manbo hiếu thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, thì mình là Manbo, người luôn đứng trước hiếu thứ hai. Mình tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, đến từ tổ đội Gerdnang. Đến hiện tại thì Gerdnang cũng đang trên đà. Với cái sự thành công của anh em Gerdnang thì bản thân của mình phải cố gắng nhiều hơn để mình có thể chạy đua kịp với anh em của mình. Rõ ràng là các bạn đã biết được con đường đi âm nhạc của mình là như thế nào. Còn có đôi lúc thì mình cảm thấy là mình hơi lạc lõng, mình không biết là mình phải làm gì. Tại vì hiện tại thì mình vẫn chơi từng cái dòng nhạc khác nhau, mình vẫn đang đi tìm bản thân của mình, tìm cái thế mạnh nhất của mình. Năng lượng thì Manbo có cả tá, uống một ngụm Pepsi thì đã quá. Mình đã tham gia Rap Việt 1, 2, 3 và 3 lần đều trượt hết. Hôm nay thì mình nghĩ là đây là thời điểm mà mình đã chín mùi rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Mình sử dụng sample của bài Kem lớn của chị Cam và anh Hoàng Dũng. Mình cũng dồn khá là nhiều tâm huyết vào cái bài hát này. Chỉ mong là truyền cho mọi người cái năng lượng thật sự là tích cực nhất. Luôn cố gắng phấn đấu để đạt những thứ mà mình muốn trong tương lai. Một tràng pháo tay cho Manbo. Yeah. Wow. Với 4 chọn từ các vị huấn luyện viên và ca sĩ khách mời Orange, mời bình chọn. Dạ, anh biết cảm xúc của em sau khi trình diễn ca khúc này. Em cảm giác đây là lúc mà em đang được tỏa sáng. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn Thành ạ. Tại vì các bạn biết không, bản thân mình mà ra mà nhiều sự kỳ vọng quá, nó áp lực dễ sợ lắm các bạn. Rất là vui là khi hôm nay mà Thành thấy Manbo rất là bình tĩnh để deliver ra tất cả những gì mà chất chứa trong này. Dạ. Cái năng lượng rất là quyết tâm, và anh cảm thấy là em yêu cái điều em đang làm và thấy được sự nỗ lực, sự kiên định trong em. Dạ, một tràng pháo tay cho Manbo. Các bạn biết ai không ạ? Thích người này không? Cho anh hỏi là cái cơ duyên gì mà Orange trợ diễn cho Manbo? Ra là em với lại Gerdnang là chơi với nhau cũng rất là thân. Thì mỗi khi mà có một cái chuyện gì đó cần giúp đỡ thì là... Cái chuyện gì cần giúp đỡ? Ví dụ như là mượn tiền đó, để đóng MV nè, hay là ví dụ như là mua cơm mua nước gì đó thì là sẽ nhờ em. Nhưng mà... Ủa sao em giống thủ quỷ quá vậy? Dạ. Anh cũng thiếu tiền nè. Cam cho anh mượn đi em. Trời ơi, bao nhiêu cho vừa hả anh? Nhưng mà anh nghe nói là hình như em với lại Manbo là chơi với nhau từ những ngày đầu luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hai em. Dạ em nói thiệt đi, em thương Manbo hơn hay là Nagib hơn? Khó chọn vậy. Mỗi người em sẽ dành một cái tình cảm riêng. Ok. Ví dụ như là An thì là chán nản. Tại vì là đã nhìn mặt quá nhiều cho nên là em quá chán rồi. Chán nản rồi. Manbo thì thần tượng hơn. Thần tượng. Cái lúc mà Manbo nhắn tin cho em nói là chị ơi, lần này chị giúp em, hỗ trợ em bài hát này, em mới nhắn cho Manbo là thời tới rồi em ơi. Em cảm giác như là hào quang nó đang ập tới với Manbo rồi. Tín hiệu của vũ trụ. Nói chung là rất là cảm ơn Cam. Cam cũng là một trong những ca sĩ thành công trong thời gian gần đây đúng không các bạn? Mình yêu quý Cam qua The Mad Singer, hỗ trợ cho Anh Trai Say Hi. Và bây giờ Cam có mặt ở Rap Việt. Ok, Cam tặng mọi người cái đoạn mà em phiêu chỗ ngáo ngơ đi. Em đã khác xưa rất nhiều, đã bỏ đi những điều làm trái tim em bận tâm. Anh còn chờ điều gì nữa? Tiếp. Còn dài lắm anh. Ngáo ngơ hạng máy. Đó, yeah, thơm, mình có nhà truyền cho Manbo nha. Ok, cảm ơn sự có mặt của em, một tràng pháo tay cho Orange. Dạ, cảm ơn chị Cam ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. If you like her? Absolutely, she's so lovely. อย่างแรกที่ผมจะลงเวทีไปเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชเพลงคุณ Orange ฟังก่อนเลย You should. I'm a fan of her music. Yeah, and you should. Me too. Yeah. And what about him? You kill the stage. You kill the mind. You kill the. You kill everything. ผมชอบที่เขาคอนโทรลทุกอย่างได้ดีมากและมันดึงดูดทุกคนเข้าไปในการแสดงของเขาเลยครับผมด้วยการแสดงในเกมผมเชื่อว่าเขาจะต้องเป็น rising star ของเวียดนามอย่างแน่ผมประทับใจบีททุกบีทกับทุกเพลงที่ใช้ในการแข่งขันแรปเวทปีนี้มากครับผมรู้สึกว่าทีมทำเพลงของรายการใส่ใจและตั้งใจทำให้ทุกอย่างเป็นเพลงฮิตมากกว่าเพลงการแข่งขันครับขอเสียงปรบมือให้คุณจัสตาตีและก็โปรดิวเซอร์ทุกคนในรายการem xứng đáng có được nhiều hơn thế. Những ngày mà casting ở Sài Gòn mà em lỡ đọc chật đi một cái thì nói thật là tim anh rớt theo cái đấy luôn. May sao em đã theo đuổi nó đến cùng. Em đã bay ra thẳng Hà Nội để em casting thêm một lần nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you. Dạ em sẽ không bao giờ để mọi người phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Thưa quý vị, để nói cho quý vị khán giả ở nhà, những ai mà chưa có hiểu về câu chuyện của nhân vật này thì chắc là quý vị cũng sẽ thấy là ủa tại sao bạn này ra mọi người lại gào thét lớn đến như vậy. Manbo là một trong 4 thành viên của tổ đội Gerdnang, hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm bởi những thành viên còn lại là những người cực kỳ nổi tiếng như Hurricane, Nagib và HIEUTHUHAI. Nếu như chúng ta biết được đây là thành viên đầu tiên để thành lập Gerdnang thì quý vị sẽ biết anh ta đã theo đuổi cái này từ bao lâu. Và hôm nay Manbo chính thức có mặt ở Rap Việt mùa 4. Anh biết là cái việc mà mình có mặt trong một cái tổ đội được rất là nhiều người quan tâm với tất cả những thành viên đã thành công lớn, nó là cái may mắn của mình, cũng là cái áp lực của mình. Áp lực ở đây là người ta sẽ so sánh mình với tất cả những thành viên còn lại, rồi người ta sẽ mong đợi rất nhiều. Chứ việc em có mặt ở đây nó có ý nghĩa như thế nào cho sự nghiệp của em? Dạ thì đôi khi em cảm giác giống như là mình đang làm cho anh em của em bị đi chậm lại. Em cũng hơi là bức rứt ở trong lòng của mình. Nhưng mà cứ suy đi nghĩ lại, việc em cần làm là cố gắng nhiều hơn để em theo kịp với anh em, chứ không phải là em phải ngồi buồn để mà ngồi suy nghĩ coi là mình có như vậy thật sự hay không. Thật sự như anh nói á, là mỗi người một phương tiện em ạ. Tự nhiên ví dụ như may mắn được nhận chiếc xe điện, mình nhận chiếc xe đạp, cái mình nói mình là gánh nặng thì không đúng. Là tại vì em phải đạp được đến một cái trạm nào đó để em được đổi chiếc xe máy, cái em chạy nhanh hơn làm sao. Cho nên là anh nghĩ là chúng ta chỉ cần không dừng lại thôi, cắm đầu về phía trước, kiểu gì chúng ta sẽ có một cái vận tốc nhất định. Và đó là tùy thuộc vào cái khả năng và cái phấn đấu của em. Anh Thái, you like the performance? Yeah, cái bài này hay, style của em cũng hay. You have the crowd control and I feel like em hợp nhất á. B Ray sẽ đẩy em lên. Dạ vâng ạ. Dạ, anh Thái đã bên B Ray nói luôn đi chứ chờ gì nữa nè. Như nãy giờ anh Thành kể cái câu chuyện của Manbo, nếu mà tóm tắt cho cái character của bạn, rõ ràng là bạn là underdog chính nghĩa. Một nhân vật rất là underrated và rất là cần phải chứng minh bản thân mình để cho mọi người thấy được là bạn xứng đáng và giành được chiến thắng. Và em nghĩ là em có thể làm được điều đó cho bạn. Karik, có biết Manbo, anh có biết về tổ đội của em và cũng ngưỡng mộ cái tình cảm anh em của tụi em. Và cái bài trình diễn vừa lúc hồi nãy, anh khá là bất ngờ về cách em sắp xếp tất cả mọi thứ với nhau. Anh thì anh không biết sẽ làm được gì cho em, nhưng mà chắc chắn anh sẽ là chiếc phi cơ có thể đưa em bắt kịp đội của em nhanh nhất có thể ở đây. Dạ, cảm ơn Karik ạ. Cuộc đời mình phải có phương tiện thôi. Ít ra em phải tới cái trạm này cái đã, em mới gặp được cái phi cơ này đi nó nhanh hơn một chút. Hello Mambo. Dạ em chào chị ạ. Dạ chào em. Như vậy nè, bất kỳ trong một tập thể nào mình cũng sẽ có những cái hành trình nó rất là khác nhau. Đôi khi có một số kết quả, có những người đã thấy liền được, còn có một số người phải đi một vòng thật là xa rồi quay về rồi mới bắt đầu tìm được là vị trí của mình là cái gì. Giống như câu chuyện cá mà leo cây vậy đó, có khi cái cây của người ta nó không phải là cái môi trường của mình. Thì chị thấy là em có thể đi xa hơn nữa và có nhiều cái khoảng để em mở rộng, khai phá hơn. Vâng, cảm ơn chị Su Boy. Cảm ơn Su. Su nói về cái chủ đề đó rất là hay luôn á, là mình phải biết cái nơi thật sự thuộc về của mình để mình đặt mình vào đó. Anh kể cho em nghe một câu chuyện là ngày xưa khi anh đi học thì anh nhìn thấy bạn bè xung quanh anh được mời đi phim rất là nhiều, mà anh thấy ủa sao không ai mời mình đi diễn gì cả, dù là một cái vai nhỏ trong phim. Trời, lúc đó anh buồn dễ sợ, nói là ủa không lẽ mình chọn sai nghề ta. Cái lúc đó anh chỉ nhớ là anh được thầy Hữu Nghĩa cho đi diễn hài ở nhóm, mà anh cũng chỉ được bấm nhạc thôi, em cũng chẳng được diễn nữa tại vì cái nhóm đã có người hết rồi. Nhận có 20.000 lương một suất diễn thôi em. Rồi anh đứng ở đây nè. Em hiểu rồi. Thật ra là cái tên Manbo nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Đến ngày hôm nay khi mà em xuất hiện ở đây trình diễn cái bài thi này, đó là câu trả lời cho cái sự cố gắng của em. Và anh thấy hôm nay em rất là tiến bộ. Nó là một Manbo hoàn toàn khác mà anh biết. Thậm chí là hôm qua trước khi mà đi ngủ, anh có nghe một bài của em là Anh Từng đó. Đến từ cái bài đó cho đến cái bài này thôi, anh đã thấy nó khác đi rất là nhiều rồi. Và anh nghĩ là em rất là xứng đáng với những gì mà em đã cố gắng. Fan của Gerdnang thì luôn luôn nói là anh là một người mát tay với cả Hiếu hay là Khang. Và anh đã rất có duyên với Hiếu với cả Khang rồi, anh nghĩ là anh em sẽ có duyên với nhau. Dạ Chúng ta hãy coi xem bạn có đủ bản lĩnh để được tiếp tục lựa chọn hay không. Oh. 94%. Ok. F, it's your turn. Choose. Karik! Gì đây? Cái gì? Và đó là ý kiến riêng của F.Hero. Ê, giám khảo được chơi vậy nha, twist quá vậy. Bọn em bao giờ cũng là nêu quan điểm cá nhân trước. Trời đất ơi, làm hết hồn. Vậy chơi luôn anh Thái, anh chọn ai? Hồi nãy anh nói rồi, huấn luyện viên sẽ đẩy em nhất là B Ray. Có twist nữa không? Tuy nhiên, tới em ở đó, đó. Quyết định cuối cùng của anh em chúng tôi trên này. Anh sẽ là chiếc phi cơ có thể đưa em bắt kịp đội của em nhanh nhất có thể ở đây. Nếu mà tóm tắt cho cái character của bạn, rõ ràng là bạn là underdog chính nghĩa. Và em nghĩ là em có thể làm được cho điều đó cho bạn. Giống như câu chuyện cá mà leo cây vậy đó, có khi cái cây của người ta nó không phải là cái môi trường của mình. Thì chị thấy là em có thể đi xa hơn nữa. Anh là một người mát tay với cả Hiếu hay là Khang. Và anh đã rất có duyên với Hiếu với cả Khang rồi, anh nghĩ là anh em sẽ có duyên với nhau. Đưa về Big Daddy. Really? Yeah. Có twist nào không? Last choice. Chúc mừng Big Daddy đã được lựa chọn. Nhưng Đừng về đó, hãy chạy về với Karik, bởi vì đây là first choice của Karik. One, two, three. Trời ơi, có người không ăn vẫn cay. Trời ơi, biết ơi, anh muốn biết cảm xúc em lúc này. Tại sao cuộc đời em 2-3 lần người ta đời nó vùi dập em dữ vậy biết. Tôi cố rồi nhá, tôi đã cố. Anh Thành thấy em ngồi cái tư thế ngồi ăn bánh xơi nước là anh hiểu rồi. Thấy ghét là Thi con ngồi khoai tây cắn rộp rộp. Bình chân như vậy thì ra là có âm mưu từ trước. Thật ra em nghĩ là nếu như mà Rick đã nhắm bạn ý là first choice thì chắc chắn là Rick sẽ có một plan với cả bạn ý, nên là Manbo về với cả Rick là hợp lý. Em vui lên, nói về vui lên, vui lên. Ừ, vui lên. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ Bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Áo son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.